Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đấu tố trên mạng tái hiện thảm kịch cải cách ruộng đất. Ngày 6 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Học sinh, nghệ sĩ phải xin lỗi, họ bị đấu tố như thời cải cách ruộng đất. Theo VOA, sau khi nhiều ca sĩ ở Việt Nam đồng loạt đưa ra lời xin lỗi vì đã trình diễn trên những sân khấu, được cho là không phù hợp, một nam sinh từng tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cũng phải đưa ra lời xin lỗi sau khi chỉ trích đảng. Và đây là hình bài trên AFA. VOA cho biết nhiều người Việt từ trong và ngoài nước nói rằng những nghệ sĩ và nam sinh này như bị đưa vào một hình thức đấu tố mới của chính quyền. VOA dẫn nhận xét của ông Võ Ngọc Ánh từ Hoa Kỳ cho rằng không phải ngẫu nhiên mà họ đưa ra lời xin lỗi có thể có một chiến dịch nào đó để đấu tố hay để lên án những nghệ sĩ này vì họ đã biểu diễn ở nước ngoài với lá cờ vàng. Theo ông Ánh, chính quyền đã tạo ra một dư luận rộng lớn trên mạng để rung cây dọa khỉ và làm cho các nghệ sĩ khác cảm thấy sợ. Ông nhận định, chắc chắn trước một áp lực lớn của chính quyền, các nghệ sĩ mới phải làm việc xin lỗi đó. Vì họ làm việc xin lỗi đó, họ mất rất nhiều thứ. Họ mất người hâm mộ hải ngoại, họ mất đi dũng khí trước khán giả của mình. Dư luận viên đã kích lên, rồi một bộ phận dân chúng không hiểu đã lên đồng, cùng tạo nên một cuộc đấu tố một xã hội đấu tố mà chúng ta đã gặp trong cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến năm 1956 hay phong trào nhân văn giai phẩm cuối những năm 1950 đầu những năm 1960 của thế kỷ trước. Và đây là hình em Chu Ngọc Quang Vinh. VOA cũng cho hay bài viết của Chu Ngọc Quang Vinh bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, trong đó có những lời mạt sát như vô ơn hay phản bội đất nước nam sinh này sau đó đã gỡ bài khỏi trang cá nhân và công khai nhận mình đã sai cũng như hối hận và mong nhận được sự tha thứ voa dẫn lời nhà báo hà hùng từ đức cho rằng đây là cuộc đấu tố có cường độ lớn nhất từ sau cải cách ruộng đất dư luận viên của chính phủ gieo rắc sự nghi kỵ đánh tráo khái niệm yêu nước thì phải yêu đảng tương tự như trong cải cách ruộng đất khi chính quyền cưỡng bức người dân đấu tố chính cha mẹ anh chị em mình VOA dẫn nhận xét của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Hoa Kỳ nói rằng đây là hình thức đấu tố mới của thế kỷ 21. Ông Ngữ cho rằng vì xin lỗi công khai được nhà nước sử dụng một cách triệt để đối với những người có quan điểm đối lập với đảng và nhà nước. Ông Ngữ đặt câu hỏi về tự do ngôn luận, đặc biệt cho giới trẻ rằng liệu nhà nước và đảng có thật sự đang tôn trọng hiến pháp mà họ ban hành hay không khi mà điều 25 của hiến pháp cho phép tự do ngôn luận. Và đây là hình vợ chồng nghệ sĩ Siết Quốc Nghiệp và ca sĩ Ô Sơn Ngọc Mai đã phải giải thích về video họ vô tình xuất hiện bên lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Mỹ. VOA nhấn mạnh Việt Nam luôn nói rằng người dân có tự do ngôn luận, dù nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích rằng đảng Cộng sản cầm quyền đang tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. VOA dẫn ý kiến của ông Sơn, một người thường dân phản biện xã hội trên mạng cho rằng một xã hội dân chủ thì người dân phải được quyền tự do ngôn luận, kể cả ngôn luận đó là chỉ trích đảng cầm quyền hay chính phủ. Học sinh phải có quyền bày tỏ suy nghĩ, chính kiến và chúng ta cần lắng nghe tôn trọng ý kiến đó thay vì đàn áp, dọa nạt. Nghệ sĩ có quyền biểu diễn ở mọi sân khấu trong và ngoài nước, miễn sao nó phù hợp với thuần phong mỹ tục và luật pháp hiện hành. Khi tư tưởng bị nhốt chặt vào trong cái lòng chính trị, sẽ không thể có ý tưởng đột phá và không tạo ra sự thay đổi, cải cách. Ông Sơn nói thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đấu tố trên mạng tái hiện thảm kịch cải cách ruộng đất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tổng bí thư Tô Lâm có nhận ra thời cơ và có mong muốn đổi mới? Ngày 5 tháng 9, diễn đàn quay Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Đinh Hoàng Thắng với tựa đề Nguyễn Đình Binh vẫn nước đã đến chưa? Tác giả cho hay, cụ Nguyễn Đình Binh với bề dày về ngoại giao khi viết lá thư nhỏ chứa đựng những kiến nghị liên quan đến thay đổi thể chế đã nung nấu, nghiền ngẫm. Kiểm nghiệm, chắc lọc, từ lúc ông bắt đầu đi theo con đường Cộng sản trong hàng ngũ đội thiếu niên kháng chiến và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đội ngũ của đảng. Và đây là hình bài trên diễn đàn VOA. Tác giả cho biết, thật ra, từ năm 2015, từng có 127 nhân sĩ trí thức gửi thư ngõ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ. Thư được đề chuyển các nhà lãnh đạo, các đại biểu dự đại hội 12 và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Lần này đúng dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9, cụ Bình đã liệt kê ra ít nhất 4 văn bản mà cụ đã gửi lên Đảng với cùng một chủ đề, góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị. Ấy vậy mà tất cả đều như nước đổ đầu vịt, hình như không hề có bất cứ một sự phản hồi chính thức nào, ít nhất là từ các ủy viên có trách nhiệm trong bộ chính trị. Tác giả nhận xét, nội dung các kiến nghị của cụ Bình được đưa ra vào nhiều thời điểm khác nhau, nhưng đều nhấn mạnh Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thật sự, toàn diện và triệt để và đề xuất những sáng kiến nhằm bảo vệ Đảng trước các nguy cơ thách thức sống còn và khẳng định rằng chỉ có Đảng mới tự cứu được chính mình. Đáng tiếc, hơn 4 năm trước, 10 nội dung chi tiết của đề xuất với Đảng nhân Đại hội 13 không hề được cứu xét. Còn lần này, Facebook đã gỡ bài viết xuống với lý do các bài viết ấy cố tìm cách thu thập thông tin nhạy cảm của người khác. Và đây là hình cựu thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Tác giả cũng cho hay, tất nhiên, cựu binh đã phản đối quyết liệt và đòi Facebook phải phải khôi phục lại các bài viết của mình. Rõ ràng sự tiến hóa của trái tim Nguyễn Đình Bình đã vượt xa tư duy và bản lĩnh của lãnh đạo Đảng. Tác giả đặt vấn đề, động lực nào khiến cựu Nguyễn Đình Bình với trái tim trong trắng bao lần bị tổn thương, với tư duy logic bao lần bị phớt lờ mà vẫn không nao núng? vẫn kêu gọi đảng thay đổi về nhận thức, tư tưởng đối với các giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do. Tác giả dẫn trao đổi của một số anh em từ viện khoa học. Câu trả lời là dù không chuyên về về AI nhưng với tư duy logic, cụ bin nhận biết rằng một khi đạo hàm đổi dấu thì trend mới sẽ xuất hiện. Vì vậy cụ quả quyết giờ là lúc mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín mùi để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử, vận nước cũng như vận đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định Tô Đại tướng từ cương vị một bộ trưởng công an đã nhanh chóng đạt đến ngôi cửu trùng. Bước ngoặt này chắc chắn gây bất ngờ đối với rất nhiều đồng chí trong đảng. So với tiền nhân, thời gian nằm gai nếm mật của Tô Đại Tướng chưa hẳn đủ dày. Nhưng ai dám nói Tô Lâm không có công lớn trong sự nghiệp gian dở của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả đặt câu hỏi liệu Tô Đại Tướng đã tích lũy đủ trí tuệ cho giai đoạn trị quốc bình thiên hạ hay chưa? Tác giả dẫn bình luận của nhà giáo Thái Hảo rằng làm một cuộc cách mạng thì dễ, thay đổi não trạng một dân tộc mới là khó. Khi dân trí và văn hóa chính trị của giới chấp bu chưa chuyển thì vận nước cũng khó đến trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu có thêm được các yếu tố may mắn như thiên thời địa lợi, Đại tướng Tô Lâm có thể tận dụng thời cơ vàng hay như người Pháp thường nói, đón bóng đúng tầm sẽ ghi bàn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tổng bí thư Tô Lâm có nhận ra thời cơ và có mong muốn đổi mới? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.